bạn. Đêm nay tôi và Tân ngồi với nhau, là tôi nói thật lòng là rất thích nghe một bài thơ, và Tân đáp ứng yêu cầu đó. Bây giờ xin mời các bạn nghe một bài thơ Ngọc Tân. Bài Lòng Ngực Trống. Đọc đi đừng quay. Không được quay, đừng quay. Đừng quay, đừng quay, đừng đọc đi. Chưa có thuộc. Xin lỗi các bạn. Ôi, cái bài tôi này là bài mới viết thôi chứ không thuộc. Lòng ngực trống. Lòng ngực trống, ước mơ dồn ánh sáng. Mây cuối chiều ẩn cái vuốt hôn ngày. Bàn tay nắm thèm con sông sức vóc. Gió giữa dòng mỏi mệt thả neo. Anh từng ao, từng ước, từng mơ. Như con sóng nửa đêm bưng bụng gió. Ầm ào giữa dòng ai hay. Em có bận bịu từng nhát kim. Hãy cố xuyên cho người ta lành lại. Lời cay đắng xót xa. Ai vá được cho lành. Em đừng nhìn anh giữa mùa đông lạnh. Xong cái dáng người bằng trợn xù lông. Em cũng đừng nhìn anh đầu xuân ấm bằng cái gương mặt hồng men say. Em hãy nhìn anh trong số đông, trong cái dáng quay đi của người phản biện, trong cái lắc đầu của người nông dân, trong cái lý sự của người đi khởi kiện. Em ở đâu phấp phới niềm vui, hay con tim đang lên cơn giằng xé? Bóng tối chưa qua, ánh sáng chưa về. Em đừng để con tim buông nhịp lẻ. Em hãy trong cái dáng quay đi của người phán biệt, trong cái lắc đầu của người nông dân, trong cái lý sự của người đi khởi kiện. Em ở đâu phấp phới niềm vui, hay con tim đang lên cơn giằng xé? Bóng tối chưa qua, ánh sáng chưa về. Em đừng để con tim buông nhịp. Thank you.